bài thuốc hay chữa sạch sỏi tiết niệu. Theo lương y Vũ Quốc Trung, chế độ ăn uống, tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu, điều kiện sinh sống ở vùng nhiệt đới, vùng khô là những yếu tố có thể gây sỏi đường niệu. Sỏi có thể hiện diện ở thận, bàng quang, niệu quản hay ở niệu đạo. Sỏi đường tiết niệu thường gây ra những cơn đau, đau đột ngột, đau quằn quại, từng cơn ở vùng thận, đau lan xuống dưới bộ phận sinh dục. Người bệnh sẽ tiểu ra máu, tiểu buốt, gắt. Chuối hạt, dâu bắp là thành phần giúp giải nhiệt rất tốt. Y học cổ truyền gọi sỏi tiết niệu là thạch lâm, sa lâm và cho rằng bệnh này xảy ra chủ yếu là do chứng thấp nhiệt ở hạ tiêu, vùng từ rốn đến bàng quang, làm cho nước tiểu bị ứ đọng lại thành sỏi. Nếu sỏi nhỏ gọi là sa lâm, sỏi to gọi là thạch lâm. Y học cổ truyền chia sỏi tiết niệu làm nhiều thể khác nhau như thấp nhiệt, can uất khí trệ, thận âm hư suy, đồng thời tùy thể mà có những phương cách bài thuốc khác nhau. Bên cạnh đó, kinh nghiệm dân gian cũng có nhiều bài thuốc hay để chữa bệnh này. Chữa sỏi ở bàng quang. Dùng dâu bắp 60g, lá bầu 30g. Dâu bắp rửa sạch, lá bầu rửa sạch, cắt nhỏ, cho cả hai vào nồi cùng 400ml nước, nấu đến sôi, nấu tiếp khi nước trong nồi còn lại chừng 250ml thì tắt lửa. Chia vài lần, uống nước nấu này hết trong ngày. Uống một đợt liên tục 15 đến 20 ngày. Dùng vỏ bí xanh 40g, ô mai 12 quả, vỏ bí xanh rửa sạch, cắt nhỏ, rồi cùng ô mai cho vào nồi, nấu lấy nước dùng. Cách nấu, cách dùng cũng giống với cách làm ở bài trên và cũng dùng liên tục trong 15 đến 20 ngày. Chữa sỏi niệu quản, niệu đạo. Dùng kim tiền thảo 80g, phục linh 30g. Cách làm, cho cả hai vào nồi, nấu cùng 400ml nước. Nấu đến sôi khi còn lại 250ml nước thì ngừng. Chia vài lần, dùng hết trong ngày. Dùng liên tục từ 10 đến 15 ngày. Dùng lá cối xay, mã đề, mỗi loại 10g, kim tiền thảo 15g. Cho các vị thuốc vào nồi cùng 400ml nước, nấu sôi khi còn lại 200ml nước. Chia uống hết trong ngày. Dùng liên tục 15 đến 20 ngày. Với trường hợp sỏi ở thận, dân gian còn có bài thuốc chữa đơn giản bằng cách lấy quả chuối hạt chín, đem hạt phơi khô rồi tán thành bột để nấu lấy nước uống. Cũng có người dùng quả chuối hạt còn xanh nhưng đã già gần chín tới để nguyên vỏ và cắt lát mỏng đem phơi khô rồi nấu nước uống thay trà trong ngày.